Cái này không được, cái kia cũng không được. Ông bố của em không biết bị sao nữa. Em thi phi hành gia cũng không đồng ý. Không đồng ý, bố em có nói tại sao không? Không, ông bố chuyên quyền bá đạo đó chưa từng xem ý kiến của em ra gì. Từ nhỏ đó vậy, đánh nhau gây họa đều là lỗi của em. Đạt được thành tích tốt xem như chuyện hiển nhiên, phạm sai thì là một tội cũng không thể tha. Mang danh là Bố đấy, nhưng cả ngày bận làm việc, chẳng thấy bóng dáng đâu. Chắc ông ấy không làm việc thì trái đất không quay được hả? Wow. Kiếp trước em tạo phải nghiệp gì mà kiếp này lại có người bố như thế? Đừng giận nữa, tôi tìm thời gian đi nói chuyện với ba em xem. Được đấy, gia sư vô lương, hy sinh bản thân cống hiến cho người khác à. Thầy phải cẩn thận đấy nhé, ông ấy mà đánh người thì đáng sợ lắm. Thế nào tôi còn chưa đi Em đã đau lòng rồi à Em chỉ nhắc nhở thôi Đúng là lương tâm cho chó ăn rồi <laughs> Em không chịu được sự bá quyền của bố em Nhưng tôi lại khác Tôi phải cảm ơn ông ấy Hả Tại sao Ừ. Nếu không phải ông ấy cố nhét thiếu nữ bất lương như em cho tôi Em cũng không có cơ hội bị ảnh hưởng từ người anh minh thần võ này như tôi mà cải tà quy chính được. Đừng có giác vàng lên mặt, bà đây thông minh nhanh nhẹn lắm đấy nhé. Ồ, phải à. Muốn ăn đòn. Tóm lại, nếu em quyết tâm rồi thì chuẩn bị cho kỳ thi trước đi. Hừm. Bất kể người khác đồng ý hay không, giờ điểm của em vẫn chưa đủ mà, đúng không? Hừm. Hơn nữa sắp đến kỳ thi thử rồi, thành tích không đủ thì em cũng không được dự thi mà, đúng không? Tên giáo sư Vô Lương Tâm kia, xác muối vào nỗi đau của người khác. Good morning, I like comic and you. I have a pen. What? How are you? Hết giờ rồi, làm xong chưa? Miễn cưỡng xong rồi. Rõ ràng đọc qua hết rồi mà vẫn quên. Muốn lấy máy bay sao lại khó thế chứ? Lần này em làm cũng ổn, tỷ lệ đúng cao hơn mọi khi. Kiến thức nền tảng của em không vững, cần tiếp tục ôn. Không tồi, không tồi. Lúc nghỉ ngơi có sói ca ở bên đúng là có động lực lắm. Làm gì thế? Nhìn tôi đến ngay người rồi. Tự đa tình ai nhìn thầy chứ Em là nghĩ điểm số của em thôi Lần này em được 113 một một điểm Không tồi, có tiến bộ Nhưng muốn thi vào hàng thiên Thì vẫn chưa đủ Cũng không biết có kịp Nâng điểm không nữa Sao con vẫn nói chuyện hàng thiên thế Con có tiến bộ là chuyện tốt nhưng ba nhớ là ba nói rồi, không cho phép con học chuyến ngành này. Con không bỏ vào tay sao? Tiêu tiên sinh về chuyện này Ba nhắc lại Không học máy bay gì hết Con đường hồng Ngoan ngoãn ở dưới đất cho ba Hả Ông già kia Tôi khổ cực ôm tập thâu đêm Học gì còn cần ông quản Nhìn con có ra thể thống gì không Ba không cho phép Không cho phép Nếu không còn Không tỉnh ngộ Thì cút ra ngoài ngay Ba sẽ không trả bất kỳ đồng học phí hay sinh hoạt nào cho con hết. Tự lo lấy. Ba. Được. Cúc thì cúc. Ai thèm mấy đồng tiền đó chứ. Đời đã dai dai. Tuy tôi không hiểu trong chuyện này có nguyên do gì. Nhưng tôi tin dai dai nỗ lực vẫn cố chấp hơn ngày tưởng. Dai dai. Dai Dê dai, đợi tôi với. Em không có nhà để về nữa rồi. Hử? Em bám lấy thầy đấy, dẫn đường về nhà thầy. Em còn thiếu thứ gì, nói với thầy, mai mua về luôn. <laughs> Học cả một ngày trời rồi còn cãi nhau. Người mệt, tim cũng mệt. Dài, dài. Thầy nói xem có phải thật sự em nên đổi mục tiêu không? Thành tích ti tăng lên nhưng vẫn không đủ điểm số. Nỗ lực cả ngày ngày ba cũng không đồng ý còn nổi trận lôi đình. Nửa đêm bỏ chạy khỏi nhà em không biết mình đang làm gì nữa. Vậy bỏ cuộc đi. Hả? nếu vất vả vậy vẫn không thành công thì đổi mục tiêu đi nghĩ kỹ lại thì lấy máy bay tuy có thể lên trời nhưng nguy hiểm lắm cũng chưa chắc là chuyện tốt nhưng giờ vất vả là để sau này có thể hạnh phúc nhưng nghĩ lại thì tương lai chắc chắn sẽ hạnh phúc cố gắng phấn đấu là một loại giá trị quan trọng biết buông tay đúng lúc cũng thế không muốn nỗ lực thì chọn mục tiêu khác cũng không có gì sai. Thầy Thầy giáo vô lương tâm, thầy làm vậy là bóp nghẹt ước mơ của một thiếu nữ. Trực tiếp khuyên người ta từ bỏ, hạ người gì vậy trời? Nếu thật sự dễ dàng từ bỏ như vậy thì sao phải bắt em vất vả thế này chứ? Vứt bỏ sách đi chơi chẳng hơn. <laughs> phải dây dài của chúng ta là giỏi nhất thầy biết em là người chỉ cần đặt mục tiêu thì nhất định sẽ không dễ dàng buông bỏ, vậy nên bất kể là thành tích hay thái độ của ba em chúng ta cũng có thể dần dần giải quyết được không, bất kể là kết quả thế nào ít nhất cũng đã thử không để bản thân hối hận chẳng phải là phong cách của tiêu dây dài em sao Bất luận có chuyện gì thì sẽ ở bên em được không? Ừ. Tiêu dai dai em quyết không bỏ cuộc. Bài kiểm tra lần sau em nhất định phải tăng lên 80 điểm. Nhất định phải vào được trường đại học hàng thiên. Không làm được thì em sẽ không bao giờ nhắc đến máy bay nữa. Được, vậy chúc cơ trưởng đại nhân thành công. Yes, sir Hai tuần sau. Gai gai, cậu thành thật đi. Bạn ở lớp bên nói tan học thấy cậu đi về nhà của anh gia sư đẹp trai kia. Chuyện này là sao? Đừng giả chết, lấy hồn về cho tớ. Có gì đâu, tớ bị ba tớ đuổi khỏi nhà rồi. Thế nên ông gia sư vô lương tâm đó, lưu thu cũng hai tuần rồi. hai từng hai người lén ở chung sao là ở nhờ ở nhờ cậu nghĩ trong sáng chút đi được không tuần sau phải thi thi thử rồi lần này tớ phải đủ điểm tớ quyết không từ bỏ đâu được rồi được rồi ai muốn nghe cậu nói cái này chứ cậu với anh gia sư đẹp trai nhà cậu tiến triển thế nào rồi lúc trước chẳng phải cậu nói khá thích cậu anh ấy sao cậu tỏ tình chưa anh ấy đồng ý chưa cho dù không tỏ tình thì ở chung lầu Lâu thế cũng phải hôn hay ôm qua rồi chứ nhỉ Hôn cái gì Cậu nói cái gì vậy Tớ chuẩn bị đi thi đấy Làm gì có tâm trạng yêu đương Cậu nói gì thế dai dai Từ khi nào cậu trở nên quả đoán vậy Thi thì có thể thi cả đời, nhưng Thanh xuân chỉ có một lần thôi. Chẳng phải cậu có tình cảm với thầy ấy sao? Ít nhất cũng phải làm ám hiệu chút chút. Giờ não tớ chỉ toàn từ vững với công thức thôi. Đợi tớ thi đổ hàng không thiên, thi đổ hàng thiên rồi thì nói tới. Nếu vậy, nếu không đổ thì sao? Cậu đừng để tớ nhục chí được không? Tớ sẽ thi đổ. Thời buổi ngày ngày càng ít đàn ông tốt rồi. Tớ thấy hai người hợp nhau lắm. Cậu phải tìm một người có thể kìm được cậu, có thể cùng điên với cậu. Đúng rồi. Hay là thế này, nếu kỳ thi thử điểm cậu cao, thì phải đi tỏ tình. Thế nào? Cậu không sợ tớ bỏ tình, tỏ tình bị từ chối, rồi tính tinh thần suy sụp à? Tất nhiên, tớ đây ngắm người chuẩn lắm. Ánh mắt từ mạc nhiên nhìn cậu, cùng chút tiểu tiết lúc hai người ở cùng nhau những thứ này không biết lừa người đâu nhưng không cậu thích thầy ấy mà thầy ấy nhất định cũng thích cậu tỏ tình ư ừ, mình chưa nghĩ đến chuyện này nếu điểm thi thử đủ cao thì có thể thật sự thử hôm thi thử Thẻ dự thi và đồ dùng đều mang đủ cả rồi, chỉ là đổi nơi làm đề thôi. Đừng căng thẳng, phát huy bình thường là được. Em không căng thẳng đâu, sao trịnh trọng thế còn tiện em một đoạn. Đừng xấu hổ chứ dây dây. Có người vừa bác học vừa anh tú như thầy tiện em đi, phát huy tốt mới được chứ. Đừng có tự luyến nữa, bỏ tay cho em ra. Tối em sẽ về. Nấu cơm sẵn đi, Ừ, vậy tới thì nấu một bữa thịnh soạn. Đến cũng đến rồi, không lộ mặt thì đáng tiếc lắm. Lưu tiên sinh, thầy cũng nhạy cảm thật đấy. Thầy từ. Dai dai từ nhỏ đã có chủ ý, cũng không gần gũi với tôi. Đưa hay không cũng như nhau. Ngày sợ em ấy nhớ đến chuyện hôm đó ảnh hưởng đến phát huy đúng không? Tính tình dai dai quá giống tôi, khiến hai chúng tôi nói chuyện không được ba câu đã tức giận. Nhưng tình cha con mãi không thay đổi được. Hơn nữa hôm nay ngài đến đây nghĩa là ngài đã nhượng bộ rồi. Đúng không? Dai Gia Giai nếu được như cậu thì tôi cũng yên tâm. Vậy ngài có thể nói cho tôi biết lý do ngài không đồng ý cho dai dai làm phi hành viên không? Cuối cùng cũng thi xong rồi Tối nay phải đánh tên giáo sư vô lương tâm kia một trận mới được Có điều trước lúc đó mình phải lén về nhà một chuyến May mà ông già không có ở nhà thuận lợi quá rồi Quần áo, sách vở, kho tiền mình giấu Đúng rồi, xích quên thẻ căn cước Đây là chứng nhận ly hôn của ông già với mẹ mình bất kể thế nào mẹ cũng đẹp thật đấy người làm tiêu phi ngày đăng ký ông già này cũng biết cười à trông hốc quá mẹ gả cho ông ấy đúng là hời cho ông ấy rồi còn có gì nữa không nhỉ mình tìm xem hử ừ, đây là giấy phép lái máy bay ông già cũng biết lái máy bay ư chưa từng nghe máy nói giấy chứng nhận hy sinh vì công việc qua wow, còn cũng khổ quá đó khó khăn lắm mới quyết tâm lý do ba cậu lại không đồng ý nguyện vọng của cậu là vì năm đó mẹ cậu qua đời vì lái máy bay tình tiết cậu huyết gì thế này vậy nên tớ mới khó xử này nếu tớ cũng gặp phải sự cố gì thì không biết ba sẽ sao mất nhưng nếu không lái máy bay thì tớ cố gắng tới giờ cũng là vì cơ gì cơ chứ giờ cả người tớ không có sức gì nữa rồi đừng rầu rĩ nữa có nhiều trường thế mà vào trường nào chẳng được Thay vì lo lắng cái này thì lần trước cậu bao tỏ tình còn tính không đấy? Vẫn chưa thành tích mà. Nghe nói chiều có rồi. Cậu thích thật đấy, vô u vô lo. Tỏ tình tốt mà, cậu nghĩ xem nếu từ mặt nhiên thành bạn trai cậu, chắc phải anh ta có thể danh chính ngôn thuận mà an ủi cậu sao? Cũng có danh có phận mà thuyết phục ba cậu nữa. Cậu nghĩ kiểu gì vậy? Sao cảm giác cậu còn nóng hổi lòng hơn tớ? Tớ mặc kệ, quyết định vậy đi, đủ điểm thì phải tỏ tình. Alo, ai đó? Trường, cái gì? Dai dai. Tôi đến ngay. Dai dai. Nhà trường gọi điện thoại cho tôi nói là em đánh giáo viên chủ nhiệm rồi Có chuyện gì thế Ông ấy bắt nạt em à Em không muốn thi nữa Tại sao Em nói không thi nữa Không thi nữa Không bao giờ thi nữa Điểm thi thử kém tới 35 điểm Cái não này của em học mãi cũng không vào đầu Ba không ủng hộ Ba, ba, ban chủ nhiệm cũng khuyên từ bỏ Sớm tự tìm cho mình đừng lui dù sao loại học sinh có vấn đề như em cho dù đột nhiên đi đường chính thì cũng chỉ là nhất thời xung động mà thôi căn bản không xứng nếu vậy thì còn học gì nữa tiêu gia dai em không được khét lớn ở hành lang như thế cậu là người giám hộ của tiêu gia giai, giai? ừm là tôi ông chính là thầy chủ nhiệm nghĩ gia gia tốt nhất nên chọn trường khác học với năng lực với bản thân sao thế nào tôi chỉ nói thật không thể nói không con anh có vấn đề rất nghiêm trọng từ nhỏ đã không tuân thủ quy tắc rốt cuộc là ai khốn nạn hơn hưởng a à, đây đây là trường học cậu không được làm vậy buông tôi ra buông tôi ra được thôi đẩy ra đau đau hai người nhớ lấy cho tôi tôi nhất định sẽ xử phạt hai người đừng ai hồng thoát xử phạt Tôi bảo này, ông có nhầm lẫn hoàn cảnh hiện tại của mình không đấy? Mấy năm nay, tranh chấp giữa Giai Giai và bạn cùng lớp, ông xử, sự qua loa. Thực tế là lấy tiền riêng từ hai nhà ăn hối lộ đúc lót. Có cần tôi tính giúp không? Sao thầy biết chuyện này? dai Gia Giai, tôi nói rồi. Em là học sinh của tôi, chuyện của em tôi đều biết. Còn ông dám ức hiếp học sinh tôi Tôi phải cho ông đẹp mặt Nghe rõ chưa Vâng vâng nghe rõ rồi Em còn tưởng thầy tuyệt đối sẽ không làm ra Hành động thô bạo với ông thầy như ấy Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dung được Dài dài Em đang khen tôi trong Anh Tuấn tiêu xoái hay nhân tử Quân tử à Rõ ràng là người gặp giả dạ thú độ thầy giáo vô lương tâm thiếu nữ người ta hiếm hoi mới được cảnh tháng cuộc đời khóc to một trận không ngờ bị một đám của thầy giải quyết rồi đúng là thả chẳng cam tâm tẹo nào đau lòng quá sai sai à đều là giáo viên của em thầy chủ nhiệm nói mới mấy câu em đã nghĩ ngợi thế rồi ấy thế mà tôi nói suốt đến mấy giờ em cũng chẳng chịu nghe đừng có bán thảm em không trúng chiêu này đâu Điểm số gia đình áp lực ở trường Cùng dùng ép Em cũng sắp điên mất rồi Còn có tâm tư của thiếu nữ Người ta nữa Trai thẳng như thầy không hiểu được đâu Vậy à Vậy đợi em ổn định tâm lý rồi Thi hành thiên nữa không Thi chứ em trưởng thành hơn nhiều rồi Em nghĩ kỹ rồi Em không thể dễ dàng từ bỏ được Nhất quyết phải theo đuổi chuyện mình muốn làm Vô cùng Khi em tình cờ biết được Lý do ba em không đồng ý em cũng vô cùng dao động nhưng cũng bị chuyện bay lên trời cao hấp dẫn điều này chứng tỏ em đúng là con gái của mẹ tuy có lỗi với ba nhưng chỉ cần em kiên trì thì ông ấy sẽ đồng ý thôi dù sao thì em cũng chỉ cần cố gắng đến một giây trước khi kỳ thi túc kết thúc mà thôi chẳng phải vậy sao đây mới giờ là dây dây của thầy biết chứ. Có điều em không cần phải lo về ba nữa. Xem đi. Tiêu Phi, trường đã liên lạc với tôi rồi. Cậu xử lý rất đúng, cảm ơn cậu rất nhiều. Giúp tôi chuyển lời đến dây dây. Trời không phụ lòng người có công. Đừng vì lời nói của tiểu nhân mà ảnh hưởng đến chính sự. Ba... Sợn hết cả da gà rồi, ông ấy chưa từng nói với em như thế bao giờ chắc là tại thầy vừa biết ăn nói lại đẹp trai. Này thì đẹp, em nói đó rồi. Thầy mời em đi ăn đi, em muốn ăn gà nướng. Thật hết cách với em, thôi thì hôm nay miễn cưỡng đồng ý một lần vậy. Yeah. Điểm thi thứ ba. Chúc các thí sinh làm bài thuận lợi. căng thẳng họ và tên tiêu giai giai trường đại học hàng thiên chuyên ngành kỹ thuật kết quả họ và tên tiêu giai giai trường đại học hàng thiên chuyên ngành kỹ thuật phi hành kết quả đã trúng tuyển đổ rồi là hàng thiên mình được làm phi hành viên rồi đổ rồi mình đổ rồi giỏi quá không hổ là mình Mau báo tin tốt này cho mọi người thôi Dai Gai chúc mừng cậu Cậu giỏi quá Thật không ngờ cậu lại đổ Nửa vé sau cậu bỏ được rồi đấy Cậu thi xong thì xong về dọn nhà rồi à Thế còn ông thầy gia sư đẹp trai kia Của cậu thì sao Ông thầy ấy mà biết thì vui lắm nhỉ Tôi nhắn tin rồi mà chưa thấy trả lời Lạ thật đấy nhưng mà chắc bận Tiêu dai dai, thầy bảo à, khi nào rảnh nhớ gọi lại cho em nhé. Tiêu dai dai, sao thầy em không, sao không chúc mừng em thế, mau khen em đi. Tiêu dai dai, thầy giáo vô lương kia, tin tốt đây, em thi đổ rồi. Tôi tra được tung tích của bố cậu rồi, nếu cậu vẫn đang điều tra chuyện này, 18 giờ ngày 15 tháng 7, một mình đến nhà kho số 3. Tôi ở đó đợi cậu. Tớ bảo này, cậu đổi rồi thì tỏ tình đi chứ, trì hoãn suốt 3 tháng rồi. Đúng là hoàng thượng chưa gấp mà thái giám đã gấp. Tớ mà là thái giám à, mai cậu đi tỏ tình ngay cho tớ. Vừa hay mai còn là sinh nhật của cậu giải quyết một thể luôn tốc độ được rồi được rồi mai tới sẽ nhất định sẽ nói dù sao cũng phải gặp mặt báo cho thầy ấy biết kết quả thi sao thế nhỉ nhắn tin không trả lời gọi điện cũng không nghe máy kệ đi mình đến nhà hàng đặt bàn đã mai hẹn thầy ấy ra sao cũng được đúng thật là bận gì thế nhỉ thôi cứ gửi đã người nhận gia sư bạo lực nội dung tin mai sinh nhật em gặp nhau ở chỗ cũ nhé không chuẩn bị quà thì thầy chết chắc đấy tinh tuy... sáu năm sau nhà của chủ tịch phùng nhà phùng diệt tuy biết phùng diệt là nhị phú nhị đại nhưng nhà thế này cũng to quá đấy hoàng cung à Thằng nhóc đó mà lại là công tử nhà giàu. Đúng là thật khó tin. Sai sai, lần này thầy cũng không giúp được rồi. Nhà trường không thể đắc tội nhà đầu tư lớn như Phùng Thị được. Lão Phùng ngoan cố lắm, lại vô cùng bảo vệ con trai ông ấy. Sai sai, hay là em đích thân đến nhà ông ấy xin lỗi xem sao? Nhưng giờ đến cửa mình còn chưa được bước qua cửa hiệu trưởng, Thầy chơi khăm em đấy à Giáo quan tiêu vô cùng xin lỗi Để cô đợi lâu rồi Không đâu cảm ơn đã chuyển lời giúp tôi Chủ tịch Phùng ông ấy Cảm ơn cô đã có lòng đến thăm Nhưng bây giờ thiếu gia vẫn đang nghỉ ngơi Chủ tịch Phùng thì lại bận Không gặp được Mong cô hiểu cho Quản gia chu Tấm lòng của chúng tôi Tấm lòng của cô chúng tôi xin nhận Hôm nay cô về trước đi. Đợi, đợi đã ông à. Đúng là vô lý mà. Ít nhất cũng phải cho em một cơ hội giải thích chứ. Nếu đã vậy thì em chỉ đành dùng cách riêng của mình mà thôi. Sai sai, lẽ nào em định... Còn đứng đó làm gì mau vào đi Em biết độ cao thế này không cản được anh Quả nhiên Tuy độ cao không thành vấn đề Nhưng dây dây à Chủ tịch Phùng vẫn đang tức Chúng ta xông vào thế này Chỉ làm ông ấy tức thêm thôi Hai người làm gì vậy Đứng yên tại chỗ Nếu cúi đầu không có tác dụng Thì phải nói lý thôi Đây chẳng phải anh dạy em sao Các người làm vậy là tự ý đột nhập. Đứng lại cho tôi. Phải đi tìm ông chủ hoặc phòng cho khách mới được. Chủ tịch vùng ở đâu nhỉ? Chủ nhân thường ở phía nam, hướng về phía nam mặt trời. Chúng ta chạy về phía nam. Được. Có rồi, tốt quá, ở tầng 2. Giúp em nào. Ừ, Sai sai, đến đây. Hay. Anh đi trước đây, tối gặp lại. Phùng Tổng rất xin lỗi vì tôi đã dùng cách lỗ mạng thế này để đến gặp ngài. Bất kể thế nào tôi cũng mong được gặp mặt ngài để xin lỗi. Xin ngài hãy cho tôi một cơ hội bồi thường, chuộc lỗi. Tiêu giáo quan, cô quả thật khiến tôi rất bất ngờ. Tôi biết vì tôi thất trách nên mới khiến học sinh của tôi bị thương. Nhưng xin ngài đừng bắt tôi rời khỏi hàng thiên. Xin ngài đừng bắt tôi từ chức giáo quan. Xin ngài. Tôi đã bàn với hiệu trưởng các người rồi, định chức 4 năm đây là giới hạn của tôi rồi không còn gì để thương lượng nữa tôi biết vùng diệt bị thương đã khiến ngài mất lòng tin với tôi nhưng chuyện này dù sao cũng không thể qua lại được nhưng tôi có thể làm bất cứ chuyện gì để bù đắp sai lầm này bất cứ chuyện gì tôi muốn cô bị thương thay con trai tôi mấy tháng không thể đi lại bình thường thế nào cái này Phùng Diệt là con trai, là người thừa kế duy nhất của tôi. Tôi không cho phép nó gặp chuyện gì. Cô liên miệng nói là trách nhiệm của cô. Sẽ gánh vác, nhưng cô gánh vác thế nào đây? Ba, con nghe bảo vệ đang hét tiêu giáo quan đến hả? À? Cậu Phùng Diệt cẩn thận chân của cậu. Ba bắt tiêu giáo quan phải định chức ư? Có phải vậy không? Con không đồng ý Con nói với ba rồi Chuyện này là lỗi của con Là con tự tin quá độ nên mới bị heo rừng làm bị thương Tiêu giáo quan vì cứu con mà cũng bị thương rồi Sao ba còn có thể làm vậy được chứ Cậu đừng kích động Mau theo tôi về nghỉ ngơi Đủ rồi Im ngay cho ba Con xem con đi Ba nói bao nhiêu lần rồi Con là người thừa kế tương lai của tập đoàn Rốt ruột con có hiểu không cả Vốn dĩ nhà trường để con nhóc trẻ tuổi này dẫn lớp. Các con là ba đã bất mãn lắm rồi. Giờ lại trèo tường vào đây. Lại còn to tiếng quát tháo đúng là không ra thể thống gì. Sợ dĩ tôi phải trèo tường là vì nếu đi cửa chính thì không thể gặp ngài. Quả thực hành vi của tôi lỗ mãn, không ra thể thống gì. Còn trẻ chưa có kinh nghiệm, ngài phê bình không sai. Tôi sẽ tự chỉnh sửa bản thân, nhưng nhưng tôi có ưu điểm là sẽ cố gắng hết sức để bù đắp lỗi lầm. Trong tình cảnh nguy cấp cũng không hề, mà những ưu điểm này, vùng diệt cũng tiếp thu rất tốt. Vậy, nếu vậy thì từ giờ trở đi, mong cậu nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tiêu giáo quan, thầy từ, nghe thấy thì trả lời. <laughs> từ khen như thế làm em hơi xấu hổ. Đủ rồi, Tiêu giáo quan, không phiền cô chạy đến tận nhà tôi để giáo dục con trai tôi. Hai người đừng đứng trước mặt tôi nữa, Tiễn khách. Vâng. Tiêu giáo quan, hôm nay cô về đi, cửa ở bên này. Xin lỗi, hôm nay làm phiền rồi. Tiêu giáo quan yên tâm, em sẽ thuyết phục ba, sẽ không để cô bị đình chức đâu. Ba thương em nhất mà. nếu em thành công thì tiêu giáo quan có thưởng gì cho em không chẳng hạn như chăm sóc cho nghe máy đừng tưởng ở nhà cậu thì tôi sẽ không đánh cậu nhỏ nhen vậy tôi đi đây gặp lại sau. ừ bye cuối cùng cũng ra rồi phối hợp không tồi thế nào xử lý xong chưa không biết nữa vậy mà em còn vui thế kia dù sao cũng cố hết sức rồi kệ ông ta vậy nghe ý trời thôi đây chẳng phải là anh dạy sao mọi người nghe nói gì chưa vì sự cố trong buổi huấn luyện này mà tiêu giáo quan phải từ chức đấy nghe rồi nhưng cậu phú Định nhị đại phùng diệt kia cũng mở miệng xin chủ tịch phùng rồi nên miễn phạt không phải chứ <laughs> ghê vậy cơ à phùng diệt chẳng phải là người bị thương sao sao còn xin giúp tiêu giáo quan nữa Cậu biết gì chứ, chuyện này chắc chắn có nội tình rồi. Nội tình là gì mà lại đi cầu tình cho làm người mình bị thương chứ. Tất nhiên là chân ái rồi. Công tử nào đó của trường ta theo tình tiết bá đạo, tổng tài hot. Học sinh bị thương trong đợt huấn luyện giả ngoại. Tới hóng nào, một gió quan nào, đố, đó lại đào hoa. Về tài còn ai chưa rõ, bạn xếp hạng trai sinh gái đẹp của học viện hàng không Mới nhập học nên tôi chọn môn học nào đây Đám nhãi ranh này Ít bài tập quá hay sao Đúng là chán sống rồi Nhờ phùng diệt mà phía chủ tịch cũng bỏ qua rồi Nhưng mà mấy lời bàn tán này E sẽ còn kéo dài đây Dài dài Tuy biết em có nỗi khổ riêng, nhưng em vẫn phải biết bản kiểm điểm 10.000 chữ. Đồng thời trừ nửa năm tiền thưởng, mong sau này em có thể cẩn thận hơn. Nửa năm sau chắc phải cặp đất mà ăn mất. Tiêu giáo quan sao lại không vui thế? Vết thương cơ bản đã lành rồi, cô còn trẻ khôi phục nhanh thật đấy. Có điều cũng không thể chủ quan, nhớ vẫn phải bôi thuốc thêm mấy ngày nữa biết chưa? Ừ, cảm ơn cô. mà thằng nhóc vùng diệt kia vì đi tìm hai người mà bị chân bị thương như thế, chạy lên chạy xuống kiểu này chắc phải chống gậy 3 tháng trời rồi. <laughs> thằng nhóc đã biết lỗi rồi, vậy cũng hết cách, ai bảo nó vô tổ chức vô kỷ lực chứ, xem như là bài học cho nó đi. Tiêu giáo quan, đừng để ý mấy lời động đại kia nhé, học sinh còn trẻ tuổi, thích tám chuyện, cô cứ làm tốt chuyện của mình là chúng sẽ tự quên cả thôi. vậy là lần này phùng diệt xin giúp cô ạ à? ừ được rồi thay xong rồi đấy ừ cảm ơn cô à đúng rồi tiêu giáo quan mang số thuốc này đến cho phùng diệt với thầy từ giúp tôi nhé được không thành vấn đề em về rồi đây xe sai, sai mang thuốc về đây cảm ơn em đã vất vả rồi bữa trưa đang nóng rồi anh nghỉ bệnh mà chẳng chịu ở nhà nghỉ dưỡng bệnh gì cả hôm nào cũng chạy đến chỗ em nấu nướng nếu có sức sống như thế thì hay là quay lại làm việc đi không thể nói về được Ở bên em là phương thuốc tốt nhất dành cho anh rồi Anh chỉ đang dùng thuốc thôi Em hiểu không Đúng là miệng ngọt xớt ra Nói xong rồi thì anh qua đây đi Em thay thuốc cho anh Xin nghe phu nhân Anh khó hậu hạ thật đấy Ngày nào cũng bắt em phải thay thuốc cho anh anh với em cùng đến phòng y tế Chẳng phải xong rồi sao Ngồi im đừng động đậy Cô ở phòng y tế nói vết thương trên đầu anh Tốt nhất không đi ra gió Vậy nên anh mới không đi đâu Hai ngày nay vất vả cho sai sai rồi Ân nhân Cô đúng là hiểu tôi quá mà Cứ giao cho tôi cảm giác hai người cứ như thông đồng với nhau ấy lẽ nào là ảo giác của em dù sao thì anh cũng biết ghen lệnh của trường cộng thêm việc em thấy ái nái vì đã làm phùng diệt bị thương mấy ngày nay em cứ chạy đến chỗ cô ta tuy em không bận tâm đến lời bàn tán của học sinh nhưng anh thì không kiềm chế được lòng ghen Anh không muốn em đi dành hết thời gian cho phùng việc Anh ghen rồi không được sao Cái em với phùng việc Nhưng mà sai sai à Anh thích em muốn được ở bên cạnh em nhiều hơn cho dù là một phút thậm chí là một uh, giây Anh cũng muốn nhường em Không muốn nhường em cho người khác Đột đột nhiên nói gì vậy <laughs> Anh nói thật lòng đấy Nếu phu nhân đã chấp thuận Anh có thể không chủ động bày tỏ lòng mình được chứ Anh chấp nhận anh chứ Đừng có mà tự đa tình Hôm đó ở trong núi, anh lờ mờ nghe thấy. Lúc đó không được tỉnh táo, nhưng anh nhớ rõ. Thân thể ấm áp của Zai Zai ôm chặt lấy anh. Tiếng em gọi anh, bảo anh cố kiên nhẫn. Rõ ràng là em đã mệt đến rùng mình rồi, nhưng vẫn liều mạng cổng anh xuống núi. Ôm chặt. Những chuyện này anh sẽ mãi không quên, tấm lòng anh dành cho em cũng sẽ mãi không thay đổi. Vậy nên Gia Gia à, anh sẽ tiếp tục đợi. Đợi cho đến khi em tha thứ cho anh. Đợi đến... Anh còn nhắc, dám nhắc đến chuyện này nữa. Hôm đó tim em như ngừng đập, anh có biết không? Em lo cho anh thế nào không? Anh ngã xuống từ độ cao như thế gọi thế nào cũng không tỉnh xung quanh không có một ai em hoảng đến nỗi tay chân run rẩy không ngừng em thật sự rất sợ sợ anh sẽ ngừng thở tim anh ngừng đập sợ sau này em sẽ mãi không gặp được anh nữa sợ vì sơ sức của em mà hại đến anh sợ anh cứ như vậy mà chết đi sợ anh lại như 6 năm trước đột nhiên mà biến mất Anh có hiểu không hả? Dài dài Anh đã từng không từng mà biệt Một lần rồi Em đã nói cả đời không tha thứ cho anh Thì tuyệt đối không tha thứ Nhưng nếu sau này anh tự ý rời xa em Em sẽ không bao giờ thích anh nữa Em nói lượt làm được đấy Dai dai Ý em là Có thể nghe thấy ba chữ em thích anh Thốt ra từ miệng em anh vui lắm, thật sự rất vui. Câu này anh đã bỏ lỡ lâu lắm rồi. Lần này sau một thời gian dài, cuối cùng anh cũng tìm lại được câu nói này. Anh đồng ý với em. Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh sẽ cùng dùng quãng đời còn lại của mình để yêu em, được không? Ừ. Đồ ngốc Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi Ngốc ạ à. Bất kể tại sao năm đó anh lại bỏ đi Em cũng sẽ đợi Đợi đến khi anh đồng ý nói cho em nghe lý do Đợi đến khi anh có thể kể hết mọi chuyện cho em nghe Bất luận thế nào em cũng sẽ tin tưởng anh Sát bên anh Dùng quán đời còn lại Để yêu anh Tin hot Có ảnh chứng minh nam thần tâm lý Từng là xã hội đen Việc xấu chồng chất Có thể nhậm chức ở trường danh giá